Chào mừng anh em đã đến với YouTube của Tinh Tế và mình là Trung DT. Thì kế bên mình đây là chiếc hộp của sản phẩm Vsmart Iris, sản phẩm đầu tiên của cái dòng sản phẩm Vsmart gồm bộ 3 sản phẩm Iris, Iris Pro và Iris 5G vừa mới được Vsmart giới thiệu vào ngày 17 tháng 9 vừa qua. Thì mình sẽ mở hộp cho anh em xem là chiếc máy này có những gì trong đó và Vsmart đã thay đổi những gì sau những thế hệ sản phẩm trước đó. Chiếc máy mình đang có ở đây thì anh em thấy là hình sản phẩm nè, tên của sản phẩm nè và cái màu này nó được gọi là màu xanh thủy triều. Còn phía sau thì những thông tin cơ bản về sản phẩm, chúng ta có sản xuất tại Việt Nam này, cùng những thông tin logo của Qualcomm, rồi thông số cấu hình thì cấu hình mình sẽ nói trong bài. Rồi, mở hộp chiếc máy ra, chúng ta có chiếc máy. Ở đây thì mình thấy là phiên bản này là phiên bản xám nhật thực. Đó, có một cái màu xám xám hơi đen. Lát chúng ta sẽ nói về chiếc máy, còn bên trong hộp thì để xem Vsmart đã cung cấp cho chúng ta những gì. Khoe chọc sim nè, tất nhiên rồi, một kiểu dáng hình tròn. Bên trong là một cái miếng ốp lưng, sách hướng dẫn sử dụng, tên mã số của sản phẩm này là V740. Và chúng ta có một cái miếng dán mà theo Vsmart cho biết là nó có khả năng khử khuẩn lên tới 99,9%, phòng ngừa được virus corona không? Đó là ốp lưng và miếng dán màn hình. Chúng ta còn có tất nhiên là một cái củ sạc nhanh Qualcomm Quick Charge 3.0 18W, cổng USB-A và sợi dây USB-A sang USB-C, và cuối cùng là một cái tai nghe. Và đó là những gì mà anh em có thể nhận được khi mà chúng ta mua chiếc máy này. Chỉ có lẽ thì nhiều anh em sẽ quan tâm đến cái phiên bản Iris Pro với camera ẩn bên dưới màn hình nhiều hơn là phiên bản này. Tuy nhiên, đây là dòng sản phẩm đánh dấu nhiều cái sự thay đổi của Vsmart, đặc biệt là khi họ tham gia vào cái phân khúc điện thoại cận cao cấp. Vì ngay từ thiết kế, khi mà bạn cầm lên chiếc điện thoại này thì anh em sẽ cảm nhận được một cái sự cao cấp hơn so với cái dòng sản phẩm Blind trước đây, cũng được định giá ở cái mức giá khoảng 7 triệu nếu theo mình nhớ không nhầm. Thì cái sự khác biệt dễ nhận thấy đó chính là chúng ta sẽ có tổng thể một cái chiếc điện thoại có viền kim loại hoàn thiện tốt, với mặt lưng phía sau là mặt lưng kính. Và cái mặt lưng này thì nó cũng có cái hoàn thiện theo kiểu nhám mờ, cầm thì nó hơi trơn nhưng mà cầm thì rất là thích. Và mình thấy được cái sự chắc chắn trong cái hoàn thiện của cái phiên bản Vsmart Iris này so với những sản phẩm như Live trước đây thì nó có phần hơi ọp ẹp ở phần lưng. Nhưng mà cái phiên bản này thì chúng ta sẽ không còn thấy cái hiện tượng đó nữa. Nói tiếp về cái phần viền thì Vsmart đã sử dụng cái viền kim loại và họ hoàn thiện cảm giác cầm rất dễ chịu. Tuy nhiên nếu bạn để ý thì cái phần viền của cái chiếc máy này giữa cái phần màn hình và cái phần tiếp giáp cái phần viền, nó sẽ có một cái đường viền phụ để nó gia cố cái màn hình. Và cái màn hình này thì nó không phải là một cái dạng 2.5D mà cong nhiều, mà nó chỉ là hơi cong nhẹ nhẹ thôi. Cho nên khi mà cảm giác vuốt qua hai bên á, anh em sẽ thấy là nó sẽ hơi cấn một xíu, nhưng mà nó không đáng kể so với cái trải nghiệm tổng thể. Phiên bản Vsmart Iris thì sở hữu cái cụm camera được khoét lỗ hình bán nguyệt, hay người ta còn gọi là khoét lỗ hình giọt nước. Thì camera trước này có độ phân giải là 20 megapixel. Và cái màn hình của máy là sử dụng màn hình công nghệ AMOLED. Nó có kích thước là 6.39 inch, độ phân giải Full HD Plus. Mặc dù được trang bị cái màn hình AMOLED nhưng mà Vsmart lại mang cái cảm biến vân tay ra ở bên cạnh hông. Thực tế thì mình thấy là cái cảm biến vân tay này cũng có nhiều bạn thích và nhiều bạn không thích. Nhưng mà mình thì lại thích cái cảm biến vân tay này vì nó cái thao tác nó tiện lợi. Trong những cái điều kiện mà khó khăn, ví dụ như môi trường tối, thì những cái thao tác mình cầm tay thì nó cảm giác là tiện lợi hơn. Và cái cảm biến vân tay này nó cũng đồng thời là cái phím nguồn luôn. Đối diện đó thì là chúng ta có hai cái nút tăng giảm âm lượng. Còn ngay phía trên cái cảm biến vân tay kim nút nguồn thì là cái vị trí của cái khe cắm sim. Ở hai cạnh phía trên và dưới của máy thì được hoàn thiện phẳng, nó có hơi bo một xíu để cho cái cảm giác cầm nó mềm mại hơn. Và nó có những cái đường bo anten, do là máy là cái phần viền là kim loại cho nên nó cần phải thiết kế như vậy. Ở bên phía dưới thì máy có cổng USB-C, cổng âm thanh 3.5 và loa ngoài. Cái phần mà bảo vệ cho cái phần viền xung quanh cái cổng USB-C này thì mình thấy nó làm chưa được đều lắm. Nếu mà Vsmart hoàn thiện cái này tốt hơn thì mình nghĩ là cái phần viền của máy sẽ hoàn hảo hơn. Ở phía mặt lưng thì máy nổi bật với cụm 4 camera được nằm trong một cái cụm vuông nhô lên. Với cụm vuông này nó được bo cong xung quanh. Và 4 cái vị trí mà anh em thấy trên video là đều là 4 cái camera. Còn đèn flash dài thì nó sẽ nằm ở phía dưới. Hai bên thì nó kiểu là một cái dải trang trí giống như kiểu đèn flash xenon. Nhưng mà nó thì là đèn LED flash thôi.
Trong cụm camera này thì camera chính của máy có độ phân giải là 64 megapixel, và nó cho ra bức ảnh khoảng 16 megapixel do gom 4 điểm ảnh lại còn một. Mà khi mà anh em zoom lên ở vị trí là 2x trong cái giao diện camera tiêu chuẩn thì nó vẫn sẽ sử dụng cái camera chính. Còn đối với camera tele 2x thì anh em phải kích hoạt cái chế độ ảnh chân dung thì máy mới chụp camera này. Máy cũng có camera góc siêu rộng là 8 megapixel và camera cuối cùng thì dành cho việc chụp macro có độ phân giải là 2 megapixel. Thì cái màn hình AMOLED này, cảm nhận ban đầu của mình thì thấy là nó cho cái màu sắc hiển thị tốt, đặc biệt là cái màu đen nó thể hiện sâu đúng như cái kiểu là thiết kế màn hình AMOLED, cái công nghệ nó như vậy. Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn kỹ ở một cái khoảng cách khoảng 10cm thì anh em sẽ thấy rằng nó sẽ có cái kiểu rỗ rỗ hạt hạt, giống như kiểu là cái cấu trúc màn hình AMOLED mà dạng pantile ngày xưa mà nhiều hãng sản xuất hay sử dụng. Thì theo mình nghĩ nó không là vấn đề khi mà anh em sử dụng ở cái khoảng cách bình thường thì chúng ta sẽ không có cảm thấy là cái màn hình đó nó có bị rỗ hay là bị gì hết. Chủ yếu là cái góc nhìn cũng như là cái màu sắc của nó thể hiện tốt, đặc biệt là cái màu đen. Về phần mềm thì máy được cài sẵn hệ điều hành VOS 3.0 dựa trên nền tảng Android 10 mà Vsmart đã phát hành rộng rãi lên tất cả các dòng máy từ Vsmart Star, Activa, Joy 3, Live 4, Live và nhiều các mẫu máy khác mà họ đã bán ra trên thị trường. Thì cái hệ điều hành này thì đã cho những cái trải nghiệm cử chỉ vuốt cũng như là những cái tính năng được tăng cường tốt hơn. Và chiếc máy này thì được tích hợp bên trong cái con chip bảo mật lượng tử Quantum QRNG. Về chi tiết về cái bảo mật thì mình thấy là anh em sẽ không có biết được ngay khi mà chúng ta sử dụng đâu, mà khi mà chúng ta sử dụng những cái ứng dụng đặc biệt liên quan đến bảo mật, đặc biệt là những cái ứng dụng ngân hàng, thì mình nghĩ nó mới thực sự là phát huy tác dụng. Về phần cứng thì Vsmart Aris được trang bị nền tảng Snapdragon 730 đến từ Qualcomm. Về cái sự khác biệt của cái phiên bản Snapdragon 730 so với Snapdragon 730G, đó chính là xung nhịp GPU của phiên bản 730 thì nó sẽ thấp hơn một xíu so với phiên bản 730G. Còn tổng thể thì cái hiệu năng thì nó vẫn được đảm bảo. Chúng ta vẫn sẽ có bộ nhớ RAM là 6GB LPDDR4X và dung lượng bộ nhớ UFS 2.1 là 64GB. Mình có chấm nhanh điểm hiệu năng bằng phần mềm Amazon Ben trên chiếc máy này thì thu được cái tốc độ đọc dữ liệu ngẫu nhiên là 130MB/s và tốc độ ghi dữ liệu ngẫu nhiên là 108MB/s. Thì cái tốc độ này tất nhiên là nó sẽ nhỉnh hơn so với phiên bản Live 4 vốn đã sở hữu UFS 2.1, nhưng mà tất nhiên là cái cấu hình của chiếc Aris thì nó sẽ cao hơn Live 4 cho nên là cái con số nó ra như vậy. Cuối cùng thì máy sở hữu dung lượng pin 4000 thì giúp cho cái chiếc máy có trọng lượng vừa phải, không quá nặng, cảm giác cầm nó dễ dàng. Đồng thời thì chúng ta cũng có công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 công suất là 18W, có thể đáp ứng những cái nhu cầu sử dụng cần thiết hàng ngày. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bài mở hộp và trên tay nhanh cho anh em chiếc Vsmart Aris, cái phiên bản đầu tiên của dòng Aris vừa được ra mắt và sẽ sớm bán ra trên thị trường vào tháng 10 này với mức giá vào khoảng 7.490.000. Thì nếu anh em đặt mua bây giờ thì có thể mua được cái mức giá rẻ hơn mức giá niêm yết. Còn những cái trải nghiệm chi tiết hơn hay là những cái thông tin mà anh em cần về chiếc máy này thì hẹn anh em trong những cái bài viết hay video tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.